AFC Asian Qualifiers Road to Qatar, trọn vẹn trên FPT Play và truyền hình FPT. Xin chào các anh chị. Như chúng ta đã biết, vào lúc 19 giờ ngày 7 tháng 9 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Australia trong khuôn khổ vòng loại cuối FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Và sau đây thì chúng ta sẽ bắt đầu phần họp báo trước trận đấu. Tham dự buổi họp báo, tôi xin trân trọng giới thiệu huấn luyện viên trưởng Graham Arnold, đội trưởng Matthew Ryan. What is your opinion about the next match with Vietnam team? Tôi luôn tôn trọng mọi đối thủ. Bản thân tôi rất tôn trọng đội tuyển Việt Nam khi họ đã có vé dự vòng loại thứ 3 World Cup. Tôi luôn cố gắng kiểm soát tốt nhất các cầu thủ và toàn đội đã sẵn sàng cho trận đấu. The question for player, what do you think about the match tomorrow? Tôi rất tôn trọng hàng công của đội tuyển Việt Nam. Họ có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm, nhưng tôi tự tin vào hàng thủ của mình sẽ xử lý được những pha bóng như vậy. Tôi xin có câu hỏi dành cho huấn luyện viên Graham Arnold. Ông đã nghiên cứu như thế nào về lối chơi của đội tuyển Việt Nam và đâu là cầu thủ mà ông cảm thấy ấn tượng nhất? Tôi nghiên cứu về chiến thuật của đội tuyển Việt Nam. Bản thân tôi khi nghiên cứu các đối thủ, tôi thường nghiên cứu cả đội, chứ không có nghiên cứu riêng bất kỳ một cầu thủ nào của phía đối phương cả. Sự thiếu vắng những cầu thủ quan trọng của hàng thủ của đội tuyển Việt Nam có khiến ông cảm thấy rằng đội tuyển Australia sẽ có một thế trận dễ dàng hơn so với trận gặp Trung Quốc không? Tôi luôn có niềm tin vào đội bóng của mình. Chúng tôi đã có 9 chiến thắng liên tiếp và chúng tôi tự tin ở trận đấu tới đây. Australia đang đứng trước cái kỷ lục là 10 trận thắng liên tiếp. Ông có thể tiết lộ cái bí quyết để tạo nên một Australia mà mạnh mà 19 trận như thế, kỷ lục như thế không ạ? It's one game at a time. Tôi không quan tâm đến con số kỷ lục về thành tích ở vòng loại này và cũng không có bí quyết nào ở đây cả. Tôi chỉ quan tâm đến trận đấu kế tiếp của đội tuyển Úc mà thôi. Xin ông có thể dự đoán về kết quả trận đấu ngày mai đúng không ạ? Xin cảm ơn. Tôi không quan trọng mình sẽ gặp đối thủ nào mà sẽ luôn đặt mục tiêu giành được chiến thắng. Thi đấu với bất cứ đối thủ nào, tôi cũng luôn xây dựng được tinh thần chiến thắng cho các cầu thủ. That's what I expect. Xin phép tôi được hỏi huấn luyện viên trưởng của Australia, ông đã đánh giá và ông nghiên cứu thế nào về những điểm yếu và điểm mạnh của Việt Nam, ông để chỉ ra một vài điểm mà ông đã nghiên cứu được không ạ? Xin cảm ơn ạ. Tôi nghĩ sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Úc là cả đội bóng. Mỗi cầu thủ đều đang có màn thể hiện rất tốt. Khi chơi bóng cùng nhau, cả đội đang làm tốt công việc của mình và chơi thứ bóng đá thật tuyệt vời. Xin hỏi cầu thủ của đội bạn ạ. Bạn đánh giá đâu là điểm mạnh nhất của Australia ở thời điểm này? Tôi nghĩ sức mạnh lớn nhất của đội tuyển Úc là toàn thể đội bóng. Chúng tôi là một tập thể mạnh và thi đấu với tinh thần đoàn kết. Nếu chúng ta không còn câu hỏi khác thì chúng ta sẽ kết thúc phần họp báo với đội Australia ở đây và để chuẩn bị chuyển sang phần họp báo với đội tuyển Việt Nam. Thank you. Thank you very much. Thank you. His coach and player. Thank you. Trải nghiệm thế giới thể thao sống động trên truyền hình FPT và FPT Play.